trường trung học cơ sở. Vậy áp lực quá à. Được không? Được rồi. Cái này thì siết mạnh nó cũng không có bị gì hết à. Cái này nó nhẹ. Giữ tiếng gì tiếng. Ngày hôm nay là anh Linh. Ở rồi, anh Linh quấn đỉnh quá, lên đây, tục rồi nè. Tục rồi. Ngày hôm nay là cái anh Linh à, anh Linh năm nay bao nhiêu rồi anh Linh? 46 tuổi. Anh Linh là học viên của mình. Và khóa này là khóa cuối năm của 2023. Bây giờ là vài ngày nữa là bước tới thềm 2024 rồi. Lúc mà mọi người xem video này 2024 rồi đó. Cuối năm, nói chung là học một cuối năm ha. Và hôm nay anh em mình cũng coi anh Linh cắt lại cái mái tóc cho Cường lại. Tại vì nó cũng dài rồi, cắt tóc để đi chơi lễ. Hôm nay thì em cắt anh Linh. Tức là em cắt vừa thôi, đừng có cắt xanh. Xanh chứ không có, đừng có sát nha. Em không thích sát, gọn lại cho nó tự nhiên lại thôi ha. Cái phần trên mái này thì anh dùng kéo tỉa vuốt ra khoảng vài cái là được rồi ha. Ok, vuốt ra. À, anh Linh à, có một cái điều cần nữa nè. Cái này mà khi mà xong là phải bẻ cái cổ này lại nha. Ok. Hôm nay đều vừa đứng cắt cho em mà còn phải quay clip nên hơi áp lực hả? Bình thường. Bình thường cắt không rung mà hôm nay vừa cắt hả? Vừa cầm máy quay, hai ba cái máy quay chỉ vô nó rung hả? Dạ. Cách cuối cùng đến dạ. Đi rất là sẻ. Ông ăn gừng. Cái ông nói chỉnh cái này chỉnh cái kia theo ý của khách hàng. Dạ. Ăn gừng không cho mê cắt thiệt luôn. Bình thường tha lỏng em là dạy anh mà anh run gì? Đúng, cắt cho khách là phải run, cắt cho em là phải bình thường. Cắt khách không run mà cắt thiệt luôn. Thầy đi ra thầy dạy. Sợ bắt lỗi không? Khách không hề lỗi. Em bắt lỗi thì tốt, nhưng người hiểu sơ. Cắt cho thầy là phải cắt sơ cho mấy tôi nó đẹp chút chứ à. Lính của thầy mà cắt xấu là đâu có đẹp. Đúng rồi, hợp lý. Uống cháu năm nha. Dạ, em lúc nào đi cửa sáng với cửa cháu năm đầu tiên. Mình quay cận cảnh nhiều xíu nha luôn. Nói về những cái phần mà có tiếng nói của anh là cố gắng giữ lại nha luôn. Thank you.
Đúng rồi, Đức đi cái máy kia đó ok Đức. Cẩn cảnh gì nó mới rõ. Nên hóa chất thì giao cho Đức cũng được, Đức hóa chất cũng ok. Nhớ đừng sót gì mà ống nào nghi chơi trong là cứ trong dư lại nha Đức. Trong thiếu cái thì hai anh em mình đi ăn cứ hết. Quay clip mà bị fail là vui lắm nha Đức. Thank you.
nắp sấy tàu kiểu cho em đầy đủ hết đó nha em Linh. Sấy tàu kiểu, vuốt pomade, gốc dầu này kia, chải glass hết nha. Trọn vẹn hết á. Cái người khách họ mới cảm giác nó sạch á. Anh nhấn cái gì, để cái dao xíu cho nó sạch. Kéo căng cái tay mạnh nè, anh kéo búng mạnh mạnh lên nữa. Anh nghĩ khách sẽ đau đúng không? Nhưng không bao giờ đau đâu anh. Em trông coi cái mũi dao của anh đó. Trông cái từ từ dừng trông coi mũi dao đó. Nè, anh nhìn kỹ nè. Anh nhìn nè. Anh thấy nó vẫn bị dư một tí xíu nè, anh lên thấy không? Anh nhìn cái mũi dao nè. Thấy nó bị dư ra không? Khách hàng không bao giờ biết, em biết liền. Tại vì em cạo em sẽ biết cái mũi dao nó nghiến. Tại vì khi mà nó vô là nó rát, mặc dù nó không đứt mà nó vẫn đau nha. Anh thấy không? Mũi dao anh phải được đẩy sát vô. Sát vô. Thì mình cạo nó mới không gây cái tình trạng nghiến cái da đầu dao da của khách, mà nó khách làm cho khách hàng bị đau. Những cái tinh tế nhỏ này mà khách làm cho khách hàng quay lại tiệm mình á. Ok. Còn mà anh cạo mạnh mà anh để cái mũi dao nó mở ra vậy, anh cạo là đứt. Còn để vậy em nhấn mạnh nó cũng không đứt nha. Ok. Mạnh xíu nha. Cạo cứng lại nha, mạnh lên. Em là người thợ, em sẽ rất là dễ góp ý cho anh được. Chứ anh cắt cho khách hàng, họ không biết để họ góp ý đâu. Mạnh xíu. Kéo cái đường dài ra. Kéo đường dao cạo dài ra. Dài mà nhanh nha. Đúng rồi. Vừa xịt là phải vừa chảy anh đừng có chảy xong anh xịt như thế. Vừa xịt là anh phải vừa chảy chọn. Xịt cái là chảy hai cái ra đó kìa. Đúng rồi. Thấy khác không anh? Thấy khác không? Nước nó không bao giờ bị chảy hết á. Còn anh xịt mà anh xịt xong rồi anh chảy là lúc mà anh cầm cái lược là nó chảy xuống mặt á. Với lại là mình xịt vừa chảy là mình biết cái lượng nước mình cần chừng thế nào. Khoan anh, cái phần mái trước này anh chưa xịt nó khô ra nè. Phần này là phần cần xịt nhiều nhất mà anh chưa xịt. Nâng cái lược lên trước đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi chảy. Rồi anh đứng nuôi sao anh chảy luôn coi coi đẹp chưa cái này. Chảy thôi nha. Giờ em không biết, em chỉ coi thành phẩm thôi. Em lát em xong em mới góp ý anh lận. Giờ trong các em không góp ý. Tại tóc em mà đang vuốt theo kiểu sabot của điển nha. Anh chạy xong anh thấy đẹp nhất cho em mà được. Sai bắt cổ điển nha anh. Chưa tóc của em là sai bắt cổ điển đó. Anh giải anh sao nhé. Trong chân trong đám anh xích ra sai một xíu anh quay cơ mà. Anh Linh có bao giờ thấy anh đi làm mà em chảy giống vậy trên lên chưa? Chưa đó thì chắc nha. Cái đầu tiên kiểu này không phải là kiểu sai bát cổ điển nha. Cái tóc này là tóc chảy của mấy ông mấy tàu á. Các gái này đúng rồi. Chứ em không bao giờ em chảy như thế này hết á.
Không phải. Rồi đầu tiên để cái lượt em dạy nè, em nhìn nha. Nếu nào học viên qua đây. Cái chải như thế này á là dành cho mấy ông mà có tầm 50-60 tuổi á thì chải như thế này được. Còn em trẻ, anh thấy em có đi nào em đi dạy không chải như thế này không anh? Chắc chắn không, cho em một cái mắt kính cái đó nè. Em mới thấy là đây là em chải thôi chứ cho em chưa tới lát tàu kiểu, mà anh tàu kiểu kiểu này là chết nha anh. Trời ơi. Rồi đầu tiên nè, cái tóc em đang nói với anh hồi nãy em nói anh là em cắt kiểu gì? Sabat cổ điển. Sabat nào mà đường ngôi kiểu này anh, với anh chải cái đường ngôi thì mà anh thấy cái đường ngôi nó có rõ ràng không? Đường ngôi là phải rõ ràng chứ. Cái đường ngôi mà sao như thế này cho một cái bình xịt một tí xíu nó thôi. Long một đêm rồi. Đây. À. Rồi. Việc đầu tiên nè, lấy lui lại. Cái máy là anh phải tập thói quen chạy ngược nó lên chứ đừng có chạy ngang quá vậy nha. Ngay nó ngố ra đó. Chạy ngược nó lên. Cái đầu tiên nè, ngược nó lên. Và sai bát là đừng ngôi gì anh? 73. 73 tại sao anh chạy ngược đừng ngôi chuẩn cho em? Sai không? Đúng không? À, sai bát là ngôi 73 mà anh lại đi chạy cho em đừng ngôi chuẩn. Rồi, 73 đúng không? Thì tao em nó đừng ngôi tự nhiên nó rẽ qua đây. Cái phần sau này nó phải sẹp, phần trước máy nó phải phồng. Anh thấy không? Máy phải phồng. Sao phải sẹp để nó giữ cái nếp tóc. Đó, một bên xong, cái phần bên này anh cần chảy cái này xuống. À, chảy hơi ngược lui sau. Chứ không có ai mà có phải là bình thường em hay chảy như thế này không? Chứ em đâu có chảy như hồi đó nãy được, trời ơi. Em nên đi chảy cái tóc đó cho em luôn, em bó tay, anh chảy vậy đi. Trời ơi. Em có khi chảy vậy đâu. Này nó giống như mấy cái dạng thiếu gia mà hồi xưa anh mấy cái phim bao cấp á. Đó, dạng kỳ chết luôn. À, cái tóc em là anh phải chạy ngược lui cho nó phồng lên. Tất cả những cái tóc cổ điển là phải chạy ngược hết nha anh. Nha. Rồi là mình lấy cái đường ngôi quyết định nè. Mình chạy nó qua và chạy phía sau thôi, còn phần trước mái phải cho nó phồng lên. Trước mái phải cho nó phồng lên. Phía sau là đè nó xuống sẹp để giữ cái nếp nó lại ha. Phần này. Nha, lát tàu kiểu nhớ nha anh lên. Nha, chứ không có chảy như hồi nãy nữa chết. Này. Rồi, phủi sạch. Rồi bắt đầu là tháo ra lát xả. Nhớ nhanh lên. Rồi anh cắt đẹp xong rồi, anh cắt thì ok mà anh chảy cái đó thì chết. Tàu kiểu thì phải. Tàu kiểu là anh phải tập với con này. Rồi. Sau nữa anh chỉnh đốn cái cổ áo cho khách hàng mà anh. Anh nói người chỉnh luôn. Tại anh mình bẻ xuống để mình làm thì giờ anh phải chỉnh lại cổ áo lại. Anh đang tập anh là một người. Đúng rồi, bình thường cắt cho khách cũng phải chỉnh nhanh lên. Chứ không phải cắt cho em chỉnh là cỡ khách không chỉnh nha. Không phải anh, cái cổ áo là phải được đưa nó bẻ đứng lên. Nè, nó phải đứng lên nè. Bộ bên thầy bự quá. Ủa, bụng em sẹp mà, bụng em bự. Bụng em nhỏ bụng anh lên á. Rồi ok nha, phải bẻ cái cổ áo lên vậy nè. Bẻ lên vậy nè nha. Chỉnh rồi lại, tại vì khi mình bẻ xuống cái cổ áo nó bẻ xuống thì mình phải trả lại cái hiện trạng cho cái cổ áo cho khách hàng của mình trước khi cho họ đứng dậy nha. Còn ví dụ áo thun mình cũng phải chỉnh lại nha. Áo dự mình phải chỉnh lại, các bạn học viên nhớ không nha. Rồi ok, giờ mình sẽ đợi vào cái tóc uống này xả cái đã rồi, rồi mình mới xíu nữa, cả 2-3 phút. Cái này để vào tạo phòng đó. Thấy tóc phòng lên rõ ràng không? Đó là cái đường ngôi. Đổi tay lại anh, bên này đổi tay lại.
không vuốt gốc dầu không vuốt kiểu đó được anh. Cái này vuốt cà lây thôi, gốc dầu lên phải chà vô chèm nhẹp dầu luôn á. Anh vuốt vô chân, vuốt vô chân trước. Vuốt gốc dầu là nó khác với cái gốc kia, gốc dầu là vuốt lên cái đầu anh vuốt lên nó bớt vậy nè. Xong, vô chân luôn. Xoan là bè vô vậy nè, chứ nó sạch vô dưới nè. Đừng có cạo vô trán em. À, vậy nè. Để cái tay vô, đúng rồi. Bên này nữa nè. Đừng có để cái phần tóc ngắn anh lắc nó bị bạc cái chùm đó là mình vuốt nó lên. Bên này nè. Anh em lưu ý nha, anh học viên đứng tới đây gần gần đi chứ đừng đứng xa quá. Đè mạnh lên anh. Đây nè, chùm bên này nè. Đè vô cho dính dầu lên. Vút dầu mà nó không phải vút giống cái kia, vút dầu là phải đè vô mạnh vô tại vì nó phồng lắm mình xấy lại chảy lại. Rồi, bắt đầu chảy. Anh thấy cái tay anh nó sạch quá bớt á, không sạch hết được tại dầu thì nó phải còn. Nhưng phải vuốt làm sao cái tay mình không còn cái dầu trên còn quát trên tay nữa kìa. Khi nào mình xoa mình thấy còn nhiều á là ấy. Hết thì chắc chắn không thể nào hết được tại dầu mình phải rửa phải lau khô mới hết. Rồi ok nó phải dính, anh thấy cái đầu nó dính dầu không? Thấy không? Chứ còn mà vuốt giống hồi nãy vậy thì thua rồi. Lực răng thưa anh. Lực anh thấy hồi nãy á. Rồi cạo đi. Rồi cái lực anh được rồi. Chải xong rồi phải chải lại lực răng nhuyễn nha. Cái này là chải để cho nó suông lát nó khỏi bị nó đỡ đau á. Lát mình chải lại bằng lực răng nhuyễn. Rồi bắt đầu chảy lại lực nhuyễn nè, gốc dầu là phải chảy lực từ mịn á. Chảy cái lực mà cái phần cái này nè anh lên. Cái phần này nó phải cao lên nè, cái lực cho mượn cái lực đó. Cái lực này nó thấp. Tức là cái này nó thấp quá. Anh thấy không? Thì nó sẽ khó tạo được phòng lực tại vì nó quá thấp nè. Cái này nó phải hở lên nè, ví dụ anh nhìn nè. Ví dụ hai cái lực nha, anh chảy nè. Thì nó sẽ sẹp. Đó, nhưng mà cái lượt này á anh chảy á góc nó sẽ phồng hơn, cao hơn anh thấy không? Cái khoảng cách của cái này nè, cái bảng lượt nó phải to lên tí nha. Ha, anh nhìn nè, cỡ này là được rồi nè. Độ thưa cỡ này hoặc là cỡ cái lực quan là vừa, cỡ này thì miễn quá. Nhưng mà cỡ cái độ thưa cỡ này hoặc là lực quan là vừa. Đứng cái lượt lên, đứng cái lượt. Nè, à, chảy nè. Anh phải nới, ví dụ cầm cái này á, cái vị trí chảy cái này thì cái tay anh phải cầm sát nha, đừng có cầm vậy. Nó bật gãy lực liền á, gốc dầu nó bật với cái thứ hai anh cầm trên này cũng được nè. Chứ còn anh cầm này nó bật lên cái lực nó gãy lực á. Cái tay phải hở cái lực, anh nhìn nè. Anh nhìn nè, anh nhìn như thế này, nhìn nè, đứt nhìn luôn nè. Rồi chạy cái phần ở sau này á, cái tay nè phải hở theo nó nè. Thì nó mới ôm vô, còn ví dụ cái tay mình không hở thì nó sẽ bung ra. Ví dụ nhà mình chảy cái này nha, mình chảy mà cái tay mình không có hở nó lại thì nó sẽ bung ra, còn mình hở nó lại thì nó nằm trong cái nếp này thôi chứ không có bung ra ngoài, thấy không nha. Rồi rồi chảy ra xe bát nha. Là cái phần đó khi nào chảy cho xuống thôi, còn tới cái phần máy là anh phải hất nó lên lại cho nó phồng lên ở trước rồi nè. Nó phải phồng ở trước. Nó phồng ở trước vậy thì nó mới đẹp, chứ ví dụ anh chải mực ở trước nó bị sẹp vậy là nó trừ cái trường hợp tóc select bát thôi. Chứ còn không thì nó phải phồng phía trước. Anh thấy không? Mình vuốt xong mình phải đẹp tới ở trước cho nó phồng vô tới trước vậy là nó mới đẹp cái mái tóc của khách hàng luôn. Thấy không? Rồi bắt đầu. Rồi tách ra xe bát đi. Nhìn như gương á, đến giữa. Nhìn luôn gương, anh nhìn là tách bị sai rồi kìa. Thấy ngồi á, nhìn như gương, thấy ngồi.
sai cái phần đó của bên này đó anh, phần này của anh này nè, anh chạy bên kia nó không nằm được đâu. Cho mình lại không được. Đầu tiên nè, nguyên tắc mà khi mà chải tóc á, cái phần bên này nè nó luôn phải cao hơn bên này à, bên này nó phải cao hơn bên này. Cái thứ hai là đường ngôi phải thẳng. Nhìn anh nhìn đường ngôi nó có thẳng đâu, đường ngôi không thẳng, bên này nó phải cao hơn. Anh bút bên này là nó cao hơn nè, anh nhìn tổng thể tôi coi có phải là tóc có hưởng nó hơi đổ về phía này không, không tóc nè, tơi cái tóc lên, đánh tơi cái tóc lên nha, đánh tới cái tóc lên bên này á, chạy nó qua nè, tiếp tục nè, cái đường ngôi nè phải lấy cho nó phải tương đối thẳng, nó phải tương đối thẳng nghe không, rồi bên này chạy ngang qua nè, cái phần bên này phải đè cho nó sẹp xuống một tí xíu, còn cái phần bên này phải cho nó phồng lên nè, nó phải phồng phần bên này nè anh, nó phải phồng cái lên bên này càng về sau là càng đổ xuống, nha, còn phần con này anh thấy từng sợi mình phải chỉnh vô từng sợi một luôn nha, sau đó mình mới dùng gôm để mình xịt lại ha, rồi bắt đầu dùng gôm xịt lại đi. Xịt mặt em hết trơn rồi. Gần thôi anh, đừng có xa quá. Che nè, sát cái mí tóc luôn, đừng có che về, nó bắn xịt vô đây mà. Rồi, ok, được, bên này là tên nè. Quan trọng nhất là không quên nè. Sát lên, sát cái mí đó luôn. Đừng có lo cho lỡ cái da ra ngoài. Ok, đây, ở trên. Rồi, anh tưởng tượng như mình đang phun sơn á, cái vòi xịt nè. Cái xịt nè, không phải là... Không phải. Vòi cái mình sẽ xịt. Anh thấy có ông sơn nè, ông sơn kia đó không? Sơn nè. Nó bắn cái tia ra từ... Có hai cái lợi, một nó đều, cái hai là nó tiết kiệm cái gôm cho mình á. Chứ mình xịt cái đó nó hao gôm, anh cứ bóp liên tục á. Có nhiều tình trạng, chai gôm chưa hết mà hết ga. Bóp liên tục cái ga nó ra hết trơn mà gôm chưa hết. Cái chai rác rác thì vẫn còn mà xịt nó không ra nữa. Rồi ok, cái này lưu ý nha. Rồi xong rồi. Xịt gôm là bước cuối cùng, không chảy lại nữa, trường hợp mà nó bị bể á là mình sẽ chảy lại liền, chảy ngay tức khắc luôn. Còn mà để lâu quá chảy không được nữa. Rồi, Đức phải anh ấy lên cặp mặt với nhau. Nha, sai bắt cổ điển này chảy vậy nhanh lên nhớ nha. Anh chảy kiểu em mắc cười quá trời. Em nhìn qua bên anh em thở anh cũng cười hết trơn. Cái mày nữa. Cái mày nó đưa mày bao nhiêu.